Alo, hello anh em, vẫn là tôi và tôi đã quay trở lại dưới đây. Cuối cùng thì ngôi sao đang đến, patch 1.1 của Genshin Impact cũng đã chính thức cập nhật. Với những sự thay đổi cực kỳ lớn khác hoàn toàn so với patch 1.1. Và điều rõ ràng nhất đó chính là nó ngốn hết dung lượng của những anh em xài điện thoại. Mà thôi, chắc là chuyện đó không có gì lớn đâu đâu nhỉ. Hãy cùng đến với chuyên mục chính ngày hôm nay nhé. Như anh em đã biết, đó là patch 1.1 đã cập nhật thêm 4 nhân vật mới nữa. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng đề cập đến một nhân vật đang bị so sánh với Barbara nhiều nhất. Đó chính là Diona. Ok, video sẽ ngắn gọn và xúc tích thôi. Đầu tiên là giữa Diona và Barbara thì anh em nên chọn nhân vật nào? Câu hỏi này nhiều ông sẽ bảo là tôi bị dở à? Vì cả hai nhân vật này đều được xếp lại đó là healer và hiệu ứng hồi máu cũng y chang nhau luôn. Cả Barbara và Diona đều hồi máu theo phần trăm HP của bản thân. Vậy thì có cái gì để mà phân vân giữa hai nhân vật này? Thì ok, tất nhiên là nó phải có sự khác nhau mới có sự phân vân ở đây chứ. Đầu tiên là về hệ. Với Barbara, Barbara là nhân vật 4 sao mang hệ nước. Khi mà anh em đi đánh với những con quái lửa nó có một tấm khiên thì anh em có thể dùng Barbara để mà phá khiên bất chấp anh em có nâng nó mạnh hay là yếu cỡ nào. Tuy nhiên là cái hệ này nó khá là bóp anh em nếu như anh em dùng team để mà đánh với những con quái băng. Cụ thể là sau khi anh em dùng skill E để mà gọi ra cái vòng âm nhạc, anh em sẽ ngay lập tức đổi sang nhân vật DPS chính để mà tiếp tục solo và hồi máu. Ngay lúc này, nếu anh em dính phải một đòn tấn công thuộc nguyên tố băng, anh em sẽ bị đóng băng và đứng yên. Nếu như không nhanh chóng thoát kịp thì chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Thì đó là điểm yếu thôi. Còn về điểm mạnh, tôi chắc chắn có nhiều anh em sử dụng Barbara vì vũ khí của em nó chính là câu chuyện diệt rồng. Nó búp tới tận 48% ATK khi mà anh em chuyển đổi qua nhân vật khác. 48% ATK cơ đấy. Chốt lại, Barbara ở thời điểm này cũng khá là ngon. Chỉ trừ cái hệ của nó là hay bị đóng băng một xíu thôi, còn lại là đều ok hết. Tăng phần trăm tấn công và phá khiên lửa cực ok. Còn với Diona thì em nó mang hệ băng, nên vấn đề mà anh em bị đóng băng sẽ được khắc phục. Và hơn thế nữa, em nó sẽ tạo ra một tấm khiên nếu như tấn công bằng chiêu E. Mức hấp thụ đòn tấn công của tấm khiên này sẽ dựa trên HP tối đa của Diona. Và thời gian kéo dài của tấm khiên này phụ thuộc vào số đòn đánh mà anh em đã tấn công trúng được vào quái vật. Cụ thể, khi anh em nhấn một lần tấn công sẽ bắn ra hai móng vuốt Cryo Kitty. Thì Cryo Kitty nó dịch dịch sơ sơ là móng vuốt mèo băng ấy. Nhưng mà thôi, nghe nó kỳ quá nên tôi gọi là móng vuốt đi. Nhấn một lần thì ra hai móng vuốt. Còn khi anh em nhấn giữ, nó sẽ bắn ra cùng lúc 5 móng vuốt. Và khi trúng mục tiêu, anh em sẽ nhận được 75% điểm nguyên tố và có khả năng tăng lên 250% điểm nguyên tố cho Diona tại thời điểm anh em thi triển kỹ năng nguyên tố. Còn về kỹ năng nội của em nó, khi thi triển, Diona sẽ gây ra một vùng ảnh hưởng bởi nguyên tố băng và sẽ gây sát thương băng liên tục cho những kẻ thù ở trong khu vực này, và đồng thời cũng hồi HP liên tục cho những đồng đội. Tuy nhiên, nhược điểm của em nó ở cái hệ này đó chính là khi em tạo ra một cái khiên băng mà anh em lại gặp quá hệ lôi thì chắc chắn nó cũng sẽ bóp như là hệ thủy. Nỡ may mà ăn một cục điện vào mặt là thôi rồi tổ ớt tơi. Ok, thì đây là tổng quan so sánh giữa hai nhân vật Barbara và Diona. Theo em thì nhân vật nào sẽ ngon hơn ở thời điểm 1.1 này, Diona hay là Barbara? Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cái comment bên dưới. Đừng quên nhấn like video cộng đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ channel của mình về Genshin Impact nhé. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều.